Thank you.
Con đây nhá.
bao nhiêu một cân? Trăm rưỡi, trăm rưỡi. Thank you.
Cơm em. Ừ. Anh ơi. Ơi. Ăn cơm em. Ờ. Ây xà. Hấp dẫn đấy nhỉ. Dưa xay nhiều thế này cả. Ừ, xay nhiều. Nóng quá. Nóng quá. Ngon nhỉ anh nhỉ? Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Em ăn phần đuôi. Mười món. Thank you.
Hệt như thế. Ngon nhỉ. Cá đồng ấy. Cảm ơn nhiều lại cho anh nhìn nhé. Cá ngon quá, không cành. Em ăn phần đuôi. Này. Người để đấy. Đặt đấy, tiêm đấy. Được, ngon thật đấy. Ừ.
cá nóng thì ăn nóng rồi anh ơi. Một tí thịt cá đây nó trộn vào với nhau. Ngon quá. Mềm nhỉ anh em. Thằng tí cho em đi bố. Đợi lâu rồi á. Anh em uống nước cay chua này. Anh uống à? Phải chứ. Mùi mắm. Ôi ơi, ngon quá. Chua vừa. Ngọt quá. Cá nấu lá chua ngon. Đây mình ăn bụng này nó mới nhiều thịt này. Hoa lên dọn nữa. Thank you.
Ôi trời, con cá này.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
để gặm đấy nhá. Quả này để gặm đấy. Chết mà. Lấy đi anh đâu? Lấy đi quả cho nhá. Bác cứ hướng lên bà chậu này đây, chị này chỉ cứ cho cái góc này chị đã không được mà. Chị thì quý bà coi chùa, giúp bà coi chùa, bây giờ có sự quý bà. Bà phải bà Tinh à? Bà Tinh là bà Mai. Mai hả? Thank you.
Con nhiều đấy. Đừng cả nước đi. Thank you.
Sao nhìn cháu con mà. Ôi giời. Hôm nay ở nhà trong nhà nhá. Thấy chưa? Ta đi đây. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên này. Cá mỏ khúng này, Trung Quốc à, Quốc này, Trung Quốc này. Thank you.
con cuốn đây. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, mấy chị đi bán cá rồi đấy, lấy về à? Bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Ờ, thế để chị bảo chị anh lấy hộ. Ơi, chị lấy hộ em cái hạt thì em đặt đi. Lấy dưng đâu rồi đó? Mà mua thôi. Thank you.
Thank you.
cá to thế. Em vừa đi bắt về anh ạ. Thế à? Anh vừa đi hái được ít khế này. Đấy là tiêu nói muốn nấu được cá. Ồ, to thế. Thế là nấu với khế là ngon rồi. Đây có khế đây. Anh ngủ em thôi. Ngủ cao anh nhỉ. Thank you.
ơi, cả nhà về ăn cơm ạ. À. Nhà về ăn cơm với con đi. Anh ơi, ra ăn cơm với mẹ nào. Này hám mồm. Nhớ phải có bát. Nào hám mồm. Mẹ lấy cá cho con nhé. Quá. Ngon mà. Ngon. Tấm được. Con đấy. Ăn này mà. Cái đồ cá to thế. Ăn cá thì thôi, ăn bữa cơm. Đồ cá to mà. Ngon thật đấy. Nghe. Cái này cá. Mẹ ơi, cay cay một tí. Cay một tí. Cay một nào, nắm mồm. Ăn mạnh vào, đấy. Đẹp quá. Mèo mà kiếm bao về cũng chẳng. Tao không đưa ăn. Nó đưa đi. Nói ăn nó còn. Đây, cái con cá này. Nào, đi vào nhà. Đấy, rồi đi.